Thưa quý vị, ông Nguyễn Hữu Có là chỉ huy quân sự danh tiếng, được cả Pháp và Mỹ trọng dụng. Ông được Ngô Đình Diệm phong quân hàm cấp tướng, đảm giữ chức vụ chủ chốt, Tổng trưởng Quốc phòng vào năm 1966, kiêm Phó Thủ tướng của chính quyền Sài Gòn cũ. Ông cũng là một trong số những người vào thời khắc lịch sử của mùa xuân năm 1975 đã có mặt ở Bộ Tổng Tham mưu Sài Gòn, chứng kiến những ngày cuối cùng tồn tại của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 2004, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là nhân sĩ tự do. Nguyễn Hữu Có sinh ngày 23 tháng 2 năm 1925 tại Mỹ Tho, miền Nam Việt Nam trong một gia đình điền chủ khá giả. Ông gia nhập vào quân đội thuộc địa. Sau khi cách mạng tháng 8 nổ ra, ông bỏ ngũ tham gia Việt Minh một thời gian ngắn. Năm 1946, sau khi Pháp tái chiếm Nam Kỳ, ông tái ngũ và tiếp tục phục vụ quân đội Pháp cho đến ngày được cử đi học sĩ quan. Năm 1948, ông theo học khóa 1 trường Võ Bị Quốc gia Huế. Sau khi tốt nghiệp, ông được đưa sang Pháp học tiếp một năm. Về nước vào năm 1950, ông được thăng cấp trung úy và được cử giữ chức vụ chỉ huy trưởng trường thiếu sinh quân Gia Định. Năm 1952, ông chuyển ngạch sang phục vụ quân đội quốc gia, được thăng cấp đại úy tại nhiệm. Ngày 1 tháng 1 năm 1955, ông được thăng cấp trung tá tư lệnh đầu tiên, sư đoàn 31 bộ binh tân lập, vừa được thành lập tại Quảng Nam. Tháng 4 năm 1956, ông được thăng cấp đại tá của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1957, ông được cử đi du học lớp tham mưu cao cấp tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Hoàn thành khóa học, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh sư đoàn 16 khinh chiến đồn trú ở cao nguyên Trung Phần. Cuối tháng 3 năm 1959, sư đoàn 16 giải tán, ông được chuyển đi làm tham mưu trưởng quân đoàn 2 tại Buôn Ma Thuột, thay thế đại tá Nguyễn Văn Mạnh. Nguyễn Hữu Có cùng Nguyễn Văn Thiệu là hai đại tá chủ chốt của cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Đảo chính vừa nổ ra, ông lập tức được điều về Mỹ Tho, tước quyền chỉ huy sư đoàn 7 bộ binh của đại tá Bùi Đình Đạm và cho di chuyển các chiến phà Mỹ Thuận nhằm ngăn không cho lực lượng của quân đoàn 4 có thể về Sài Gòn cứu viện cho Tổng thống Diệm. Sau đảo chính thành công, ngày 2 tháng 11, ông được thăng thiếu tướng và được cử làm tư lệnh quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật. Đồng thời, ông được kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quân nhân Cách mạng do tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch. Cuối tháng 1 năm 1964, ông cũng góp mặt trong cuộc chỉnh lý do tướng Nguyễn Khánh cầm đầu, lật đổ các tướng lãnh trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Hai tháng sau ngày chỉnh lý, ông được lệnh bàn giao quân đoàn 4 lại cho thiếu tướng Dương Văn Đức. Ngày 15 tháng 9 cùng năm, ông được tướng Khánh bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 và vùng 2 chiến thuật, thay thế trung tướng Đỗ Cao Chí. Ông được xem là một trong những thủ lĩnh của nhóm tướng trẻ ủng hộ tướng Khánh nắm quyền, bên cạnh Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng nhận thấy tham vọng quyền lực và sự bất lực của tướng Khánh trong việc ổn định tình hình, năm 1965 nhóm tướng trẻ đã làm áp lực buộc tướng Khánh phải lưu vong, trao quyền cho thủ tướng Phan Huy Quát. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 6 năm 1965, Quốc trưởng Phan Khắc Xỉu và Thủ tướng Phan Huy Quát đồng loạt từ chức giao quyền hành lại cho Hội đồng Quân lực, hậu thân của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Tháng 6 năm 1965, ông bàn giao quân đoàn 2 lại cho Thiếu tướng Vĩnh Lộc, nguyên tư lệnh biệt khu thủ đô. Sau đó, ông được bầu làm Phó Chủ tịch của Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, đồng thời là Tổng Ủy viên Chiến tranh kiêm Ủy viên Quốc phòng của Ủy ban Hành pháp Trung ương. Ông trở thành nhân vật thứ 3 trong Hội đồng Quân lực, chỉ sau Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 15 tháng 7, Hội đồng Quân lực cử ông kiêm nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng thay tướng Thiệu. Đến ngày 15 tháng 10 thì thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng và được cử làm đệ nhất Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, cách gọi khác là Phó Thủ tướng. Tháng 11 cùng năm, ông được thăng trung tướng. Ngày 6 tháng 2 năm 1966, ông tháp tùng phái đoàn do Trung tướng Thiệu và Thiếu tướng Kỳ làm trưởng và phó đoàn hướng dẫn đi tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Baines Johnson tại Honolulu thuộc tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ tại Bắc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Chánh Thi bị loại khỏi chiến trường chính trị Sài Gòn, Nguyễn Hữu Có chính là đối tượng mà tướng Thiệu và tướng Kỳ quyết định phải gạt bỏ. Năm 1967, trong khi đang đi công tác ở Đài Loan, ông bị gạt ra khỏi mọi chức vụ trong quân đội, đồng thời buộc phải giải ngũ. Ông sang Hồng Kông xin tị nạn chính trị, mãi đến năm 1970 mới được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho hồi hương.
Ông quyết định không tham gia chính trường sau khi hồi hương và mở một trại gà ở Thủ Đức kiếm kế sinh nhai. Ông cũng theo học thêm các chứng chỉ về văn khoa, kinh tế. Với những kiến thức này, về sau ông tham gia thương trường và từng giữ chức phó tổng giám đốc Tín Nghĩa Ngân hàng do ông Nguyễn Tấn Đời làm tổng giám đốc. Tín Nghĩa Ngân hàng bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thanh tra và buộc phải ngừng hoạt động vào năm 1973. Sau đó cùng với các tướng cũng bị phế truất là Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim. Các ông này đã dựng nên một xưởng sản xuất dép mềm lấy thương hiệu theo tên ghép của bốn người, Dosu Kiko. Ông còn có một hiệu buôn xe đạp và một tiệm chế biến khô mực xuất khẩu. Tuy được coi là không cùng chiến tuyến nhưng sau này ông lại là người ủng hộ tướng Dương Văn Minh làm lãnh đạo của lực lượng thứ ba tham gia chính trường. Ông xin tái ngũ sau khi tướng Dương Văn Minh nhậm chức tổng thống và được cử giữ chức cố vấn cho Trung tướng Vĩnh Lộc, tân tổng tham mưu trưởng, thay thế đại tướng Cao Văn Viên. Đồng thời, ông còn được kiêm chức phụ tá cho cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, tân tổng trưởng quốc phòng trong nội các mới thành lập của tân thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Ông là một trong hai tướng lĩnh còn lại bên tổng thống đến giờ phút cuối cùng của Sài Gòn, người kia là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Ngày 30 tháng 4, trong mắt tướng Nguyễn Hữu Có. Hồi ức về ngày 30 tháng 4 đối với tướng Nguyễn Hữu Có đã được ghi chép nhiều từ cuộc trò chuyện giữa ông Có với phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong quãng thời gian từ năm 2000 đến 2005. Sau đây chúng tôi xin phép được lược trích lại những hồi ức này như sau. Sài Gòn bao trùm không khí hoảng loạn. Thực ra sự hoảng loạn đã kéo dài cả tháng trước đó. Những tuyên bố ban đầu của chính quyền khi mất Đà Nẵng, Huế, Ban Mê càng ngày càng khiến anh em quân nhân dao động. Người ta ùn ùn kéo nhau rời thành phố chạy ra biển tìm đường di tản. Trong gia đình tôi cũng đã có ý kiến dục dịch đi, nhưng tôi lo ngại bởi những người di tản bằng đường thủy nhiều người đã chết. Tôi quyết, hễ đi thì đi cả nhà, phải an toàn mới đi, nếu không thì tất cả cùng ở lại. Đề đốc Trung Tấn Cang gọi điện cho tôi, nói tàu của ông ấy lúc nào cũng đậu ở Ba Son. Khi nào thấy tình hình không êm, ông ấy sẽ đưa cả gia đình đi di tản và mang theo cả gia đình tôi. Thế nhưng sau đó trước dòng người đông nghẹt dẫm đạp lên nhau ào xuống cảng, ông ta đã không dám ở lại, lặng lẽ nhổ neo. 15 giờ ngày 29 tháng 4 năm 75, tôi đang ở nhà thì người nhà báo có khách. Một sĩ quan của phủ tổng thống do ông Dương Văn Minh cử tới, nói rằng đại tướng cho mời trung tướng vào bộ tổng tham mưu. Đến lúc ấy tôi mới biết ông Minh đã cử tướng Vĩnh Lộc làm tổng tham mưu trưởng và ông ấy biết rằng lúc ấy trong hàng ngũ quân đội tôi mang hàm tướng cao nhất nên mời tôi làm trợ lý cho Vĩnh Lộc cùng với ông Nguyễn Hữu Hạnh. Tôi vào bộ tổng tham mưu vào cuối buổi chiều, lúc bấy giờ ông Vĩnh Lộc đã bỏ chạy, còn tôi với ông Nguyễn Hữu Hạnh và một số tướng lãnh như Trần Văn Trung, Văn Thành Cao. Sau khi mặc quân phục tôi bắt đầu điều hành công tác. Đã 8 năm, tính từ năm 1967, khi đi Đài Loan rồi lưu vong Hồng Kông, sau những dâu bể của cuộc đời, tôi lại mang vào mình bộ quân phục cấp tướng, một viên tướng của buổi cờ tàn. Tôi nói với sĩ quan tham mưu, kiểm tra gấp bộ phận truyền tin. Rất may, đại đội truyền tin còn nguyên vẹn. Sài Gòn bị vây tứ phía. Tôi điện lên bên Hòa, lúc này tướng Lê Minh Đảo cũng vỡ trận ở Long Khánh, kéo quân chạy về đây. Chuẩn tướng Trần Văn Khôi cùng một sư đoàn thiết giáp nằm ở Biên Hòa với hy vọng mong manh chặn được bước chân đối phương. Tôi gọi Cần Thơ và các tỉnh miền Tây, ở dưới đó còn tương đối yên. Đêm 29 tháng 4, quân giải phóng nã pháo vào bộ tổng tham mưu. Tôi điều hành công việc trong tầm pháo suốt đêm ấy. Bản đồ tác chiến và phòng thủ lúc này giống như những bức tranh treo chơi, không ai có thể cập nhật nó. Mới thấy chỗ này chỗ kia có quân, nhưng gọi tới thì vỡ trận hết. Tôi điều một tiểu đoàn lôi hổ về bộ tổng tham mưu. Tướng Lâm Văn Phát cũng điều quân lên ngã tư Bảy Hiền để chặn quân giải phóng, nhưng tinh thần binh lính đã cực kỳ hoảng loạn. Gần sáng tôi điện cho sư đoàn Đồng Dù của tướng Lý Tòng Bá, nhưng ông Bá đã bị bắt, sư đoàn này bị đánh tan tác. Chúng tôi nhìn nhau, phòng tuyến Tây Bắc Sài Gòn đã vỡ, nhịp tấn công của đối phương quá nhanh. Vừa buông điện thoại, Đại tá Huấn ở trung tâm huấn luyện Quang Trung khẩn báo, xe tăng Việt Cộng đã chạy ngang đây rồi. Trong khi đó, đạn pháo rót vào Tân Sơn Nhất và bộ tổng tham mưu ngày càng dữ dội. Chúng tôi nghĩ rằng giờ cuối đã đến và đã đến lúc phải rời bộ tổng tham mưu. Tôi và ông Nguyễn Hữu Hạnh quyết định đến gặp ông Dương Văn Minh, nhưng cả bộ tổng tham mưu đã táo tác không còn xe. Và lúc này đi xe nhà binh có thể trở thành mục tiêu của những phát đạn. Tôi gọi điện thoại cho người nhà mang xe lên đón đi. Chúng tôi rời bộ tổng tham mưu,
chiến tranh sắp kết thúc, chắc chắn là thế. Nhưng giờ này chỉ cần một viên đạn cố tình hay đạn lạc từ phía nào, có thể sinh mạng của tôi và Nguyễn Hữu Hạnh sẽ kết thúc sớm hơn cả cuộc chiến. Cả nội các hầu như có mặt đông đủ ở Dinh Hoa Lan. Thật khó để diễn tả tâm trạng lúc ấy khi bạn đối mặt với những giờ khắc quyết định sau một quãng dài chinh chiến khốc liệt, mỗi người đều có tâm thế chờ đợi nó kết thúc. Nhưng với chiến tranh, kết thúc có nghĩa là có chiến thắng và có chiến bại. Mỗi con người đều có hoài bão, sự nghiệp và trên hết là gia đình vợ con. Ký ức như một dòng thác cuộn về, thật nhanh, thật dữ dội và mãnh liệt. Tôi không bất ngờ với kết cục, nhưng sau nó là gì? Thân phận cá nhân, cuộc sống gia đình, thật khó để nói về tương lai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc trong thời khắc rất ngắn, có thể đếm được. Ông Dương Văn Minh cho biết, đại sứ Pháp vừa thông báo rằng hy vọng đàm phán với Hà Nội đã không còn. Thực ra người ta chỉ đàm phán khi chúng ta có gì để đối trọng. Tình thế này còn gì nữa để đàm phán? Thế cờ đã quá rõ. Những ngày trước Xuân Lộc và Long Khánh đã mất, kết cục này đã được dự báo, dù cá nhân mỗi tướng lãnh vẫn còn hy vọng mong manh. Quân giải phóng đã phá vỡ phòng tuyến Tây Bắc áp sát Sài Gòn từ hôm qua. Cầu Rạch Chiếc và nhà máy nhiệt điện Thủ Đức được mấy tiểu đoàn Châu Điên liều chết bảo vệ cũng đã bị đặc công Việt Cộng chiếm. Không thể mong chờ nhiều ở sự chi viện từ miền Tây khi đường chi viện đã bị cắt đứt. Việt Cộng đánh các phòng tuyến ngoại vi, trong khi đặc công và các lực lượng khác của họ thọc sườn, xé lẻ các mũi liên kết chi viện. Không cần có quá nhiều kiến thức quân sự để nhìn rõ thế cờ và dự đoán được kết cục. Ngồi ở Dinh Hoa Lan, một lát, tất cả lên xe vào phủ Tổng thống. Lúc này có mặt cả tướng Pháp Van Nusem. Ông ta là người dạy quân sự cho tôi và Nguyễn Văn Thiệu từ năm 1952. Van Nusem nói rằng, có thể nhờ lực lượng bên ngoài chi viện để cứu vãn tình thế, giúp giữ Sài Gòn. Thế nhưng lúc này chẳng ai có thể tin vào điều đó. Ông Dương Văn Minh hỏi tôi và tướng Nguyễn Hữu Hạnh, tình hình thế này bây giờ nên làm gì? Tôi nói, về quân sự, lúc này càng đánh càng tổn thất. Lúc này đại tướng cần tuyên bố đơn phương ngừng bắn để tất cả binh sĩ buông súng, chờ bàn giao chánh quyền. Ông Minh làm theo, cho thu âm lời tuyên bố rồi tất cả lên xe vào Dinh Độc Lập để chờ quân cách mạng tới. Sau 11 giờ trưa ngày 30 tháng 4, tôi không còn chuyện gì để làm nữa. Rời Dinh Độc Lập, tôi quyết định về nhà. Việc ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, sau đó như mọi người đã biết. Sau này, ông cũng có nhận định về chiến thắng 30 tháng 4 của quân giải phóng như sau. Sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn cũ là tất yếu. Chiến thắng 30 tháng 4 1975 rất vĩ đại, là chiến thắng của sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam. Gần 40 năm, từ một thiếu sinh quân Đông Dương, tôi đã lên đến nấc thang cao nhất của đời binh nghiệp, và bây giờ nó đã ở sau lưng. Nói được thì cũng đã từng được, nói mất thì cũng mất hết rồi. Chỉ hai điều quý nhất còn nguyên, một quê hương và một gia đình. Tôi thả lỏng người nhắc mình, tất cả đều đã qua. Lý giải về việc không xuất cảnh theo diện HO và chia sẻ về cuộc sống sau năm 1975, ông kể lại. Sau giải phóng, tôi đi học tập cải tạo 12 năm và hiện sống với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Không có ai cản trở gì đến cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi có tới 12 người con. Hiện các con tôi đã lập gia đình, có con cháu và các cháu cùng sống với chúng tôi. Các con tôi tuy làm những công việc khác nhau nhưng đủ sống, có cháu còn khá giả. Các con và cháu tôi đều được đi học, gia đình tôi sống hòa thuận, vui vẻ, quan hệ tốt với khu phố, được tặng không ít bằng khen, giấy khen về những thành tích khác nhau. Tôi và vợ vẫn qua lại bên Hoa Kỳ chơi, không hề bị cấm đoán. Sắp tới chúng tôi lại sang Hoa Kỳ thăm người nhà. Năm 2004 tôi được mời tham gia công tác mặt trận, là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vẫn thường xuyên được mời tới tham dự các cuộc gặp mặt với các vị lãnh đạo cao cấp của Quốc hội, nhà nước, mặt trận, đoàn thể và luôn nhận được sự thăm hỏi động viên của các cấp chính quyền. Quyền lực đã là dĩ vãng. Ra đường người ta chào mình là bác, là ông. Thật sự tôi thấy hạnh phúc của cuộc đời này nó bình dị và đơn giản nhất là khi ta là một con người bình dị. Rồi tôi được bầu vào Mặt trận Tổ quốc. Ngoài giờ cho công việc, tôi tham gia chuyện từ thiện với bà con khu phố, chăm mấy chậu lan, an nhàn với tuổi già. Tôi là tín hữu đạo Tin Lành, đọc kinh, đi lễ với tôi là niềm vui lớn. Không còn chiến tranh, không còn bom rơi đạn nổ trên quê hương mình là điều lớn nhất mà việc kết thúc chiến tranh mang lại. Sau
sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị chính quyền mới bắt đi cải tạo đến năm 1987. Sau khi được trả tự do, ông không xuất cảnh theo diện HO mà ở lại Việt Nam. Năm 1994, ông được Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh mời tham gia như một nhân sĩ tự do. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên gặp ông khi ông được Mặt trận Tổ quốc mời ra Hà Nội họp đã nói: "Chào My, ta với My lúc trước hai đứa hai chiến tuyến, nhưng nay ta đã là hai anh em." Đến cuối năm 2004, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là nhân sĩ tự do và là thành viên Ban liên lạc Việt kiều yêu nước. Ông được chính phủ Việt Nam xem như một biểu tượng của sự hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù của 30 năm chiến tranh. Ông từ trần tại thành phố Hồ Chí Minh vào 11 giờ 38 phút ngày 3 tháng 7 năm 2012, hưởng thọ 87 tuổi.